Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tình tiết mới về nguồn gốc virus lại dẫn về Vũ Hán. Nguồn gốc của virus gây ra đại dịch vẫn là một bí ẩn lớn. Các cuộc điều tra đang được thúc đẩy trên toàn cầu. Nhiều tình tiết mới trong những nỗ lực để tìm ra được đường tội lỗi của virus corona chủng mới lại đổ về Vũ Hán. Thạch Chính Lệ với biệt danh là Bad Woman là người rơi vẫn là đầu mối của sự việc này vì bà là một người chuyên gia nghiên cứu về loài rơi. Đây là hình ảnh chụp bà Thạch Chính Lệ tại phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán vào ngày 23 tháng 2 năm 2017. Khi đại dịch khởi đầu tại thành phố, bà Thạch Chính Lệ, chuyên gia về virus corona của Viện Vi trùng học Vũ Hán, không thể ngủ được trong nhiều ngày. Với câu hỏi dai dẳng, liệu có phải con virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Trung Quốc hay không? Người phụ nữ 55 tuổi này chuyên nghiên cứu loài rơi ở Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam, các khu vực thực sự là nhà máy sản xuất virus. Vào năm 2005, chính từ một con rơi mà bà đã nhận diện ra được hai loại virus gần giống với SARS-CoV. Virus đã gây ra đại dịch SARS vào năm 2003. Thế nên, ngay từ những bệnh nhân đầu tiên nhập viện ở Vũ Hán, Thạch Chính Lệ đã thổ lộ với Zhang Qiu, nhà báo của Nguyệt San của Trung Quốc về nỗi lo về virus thoát ra từ trung tâm truyền nhiễm của Viện Virus Học Vũ Hán. Bà Thạch Chính Lệ làm việc trong hai môi trường, những hang động tối tăm ẩm ướt ở tỉnh xa mà bà phải lặn lội trong trang phục bảo hộ để bắt rơi, và phòng thí nghiệm. Bà là phó giám đốc phòng thí nghiệm P4 mới, chuyên nghiên cứu virus loại 4 có tỷ lệ lây nhiễm và làm chết người cao nhất như Ebola đã giết hại khoảng 90% người bị nhiễm. Tủ đông lạnh virus trong phòng thí nghiệm P4 của Vũ Hán luôn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Đây là hình ảnh phòng thí nghiệm P4 Jean-Mérieux ở Lyon, Pháp, nơi Thạch Chính Lệ được đào tạo. Nữ người rơi bèn mở lại mọi hồ sơ, bà và ekip xem có sai sót gì đó không. Khoảng 6 người của viện và những năm trước đó đã được huấn luyện tại phòng thí nghiệm của Pháp ở Lyon về quy trình an toàn của P4. Không chỉ cung cấp công nghệ cao cấp cho Vũ Hán, Pháp còn huấn luyện cho người Trung Quốc cách thức sử dụng và tuân thủ các biện pháp an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Branka Hovat, nhà vi trùng học người Croatia, từng được huấn luyện chung với bà Thạch Chính Lệ cho biết, 3 tuần để hoạt động, tập với những nón bảo hộ, lặp lại cả ngàn lần các thủ thuật rồi nhiều tuần lễ thử nghiệm trước khi được quyền đụng đến tủ đông lạnh chứa virus. Ngay cả những đôi găng tay cũng cần phải làm quen vì dày hơn so với phòng thí nghiệm P2 và P3. Vô số lớp khóa bảo vệ, tắm tẩy độc khi ra khỏi đây. Và rất nhiều người nghiên cứu về virus corona được thực hiện tại phòng thí nghiệm P4. Thạch Chính Lệ và ekip nhiều lần đã tái cấu trúc lại con virus để làm nó dễ lây hơn, sau đó nhận diện những điểm yếu để tìm cách xử lý. Vào hôm 20 tháng 1, khi công bố bảng mã của virus corona chủng mới, bà chứng tỏ nó giống đến 96% một con virus từ loài rơi là RAT-K13 mà chưa ai biết đến, được phát hiện cùng ngày. Thế nên tủ đông lạnh của viện ẩn chứa còn tiếp tục nhiều bí mật khác. Tại Trung Quốc, được coi là quốc gia có lịch sử coi thường an toàn sinh học nơi phòng thí nghiệm nói riêng và các quy tắc nghiên cứu khoa học nói chung. Đây là hình ảnh ông Dương Chiêm Du, phó giám đốc khoa học sinh học trường Đại học Vũ Hán. Tháng 2, trên toàn cầu thời báo, ông Dương Chiêm Thu, phó giám đốc khoa học sinh học trường Đại học Vũ Hán đã mở ra một hướng mới. Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc có tiếng là ít quan tâm đến việc xử lý rác thải và xác động vật. Tuy nhiên, lẽ ra phải theo các quy trình xử lý nghiêm ngặt về bao bì, vận chuyển và tiêu hủy. Ông Dương nhìn nhận nhiều nhà nghiên cứu đã đổ vật liệu vào ống cống sau khi thí nghiệm mà chưa loại đi độc chất. Các chất thải này có thể chứa virus, vi khuẩn, có thể gây ra chết người, giết chết động vật và thực vật. Giáo sư Pháp Alex cho biết, tại Trung Quốc, việc nghiên cứu trước hết là công cụ phục vụ cho sức mạnh quốc gia, rất thiếu tính minh bạch và ít khi tôn trọng đạo đức khoa học. Thế nên những biến tướng rất dễ xảy ra. Trong bối cảnh thi đua nghiên cứu và rất nhiều người trẻ tham gia, rủi ro, sai sót và nhiễm độc càng tăng. Sau những cáo buộc virus bị rò rỉ từ P4 Vũ Hán, Viên Chí Minh, giám đốc P4 và là cấp trên của Thạch Chính Lệ khẳng định như sau. Không thể có chuyện con virus xuất xứ từ đây, chúng tôi có các quy định nghiêm ngặt. Không có sinh viên hoặc nhà nghiên cứu nào bị nhiễm virus. Ông ta biết rõ những tai tiếng về các phòng thí nghiệm trong nước và về số lượng sinh viên tham gia. Branka Hovat cho biết thêm, đôi khi một nhà nghiên cứu phải quản lý 20 sinh viên, trong khi tại Pháp
không đến 3 người. Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Washington Post đăng bài viết khẳng định các nhà ngoại giao Mỹ ngay từ tháng 3 năm 2018 đã cảnh báo việc thiếu thốn các phương tiện kỹ thuật và điều tra viên đều đào tạo đúng đắn để vận hành phòng thí nghiệm phải giữ an ninh cao độ này. Nhà nhân chủng học người Mỹ Steven, chuyên gia về dân số học Trung Quốc cũng đã lưu ý đến một số thông tin khác cho giả thiết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm có nhiều khả năng xảy ra. Đó là virus SARS đã từng hai lần thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh và gây một số hậu quả trước khi bị khống chế. Thứ hai là tại Trung Quốc xảy ra tình trạng của một số nhân viên bán các động vật của phòng thí nghiệm ra chợ để có thu nhập bổ sung. Một nhà khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh từng chứng kiến tiền triệu nhờ bán khỉ và chuột ở phòng thí nghiệm trước khi bị phạt tù vì tội này. Thực tế thì từ phía Pháp hoàn toàn không biết được những gì diễn ra sau các bức tường của phòng thí nghiệm mà mình đã giúp xây dựng. Không có một nhà nghiên cứu Pháp nào được vào P4 Vũ Hán. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp lúc đó Chirac và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp ngày 26 tháng 10 năm 2006. Thỏa thuận song phương mà Tổng thống Pháp Chirac thiết lập với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào năm 2004 đã bị Trung Quốc biến thành hành động đơn phương của nước này. Pháp đã nhanh chóng bị Trung Quốc đặt ra ngoài cuộc chơi. Một nhà tư vấn nhận xét như vậy và luôn có một khoảng cách vô cùng lớn giữa mong đợi và hiện thực khi giao dịch với Trung Quốc. Pháp cũng gặp vô vàn khó khăn trong việc hợp tác với Trung Quốc trong dự án P4 Vũ Hán. Bà Thạch Trinh Lệ và các đồng nghiệp đã được đón tiếp tận tình tại P4 Lyon, nhưng chiều ngược lại lại hoàn toàn không có. Nhà kỹ thuật Alain Morex từng trực tiếp tham gia xây dựng P4 ở Vũ Hán ngay sau khi bàn giao cho chính quyền Trung Quốc không còn được đến phòng thí nghiệm. Sau khi Pháp chứng nhận đạt chuẩn dự kiến phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán hoạt động không có virus trong vòng 18 tháng, trong thời gian đó, một nhà vi trùng học Pháp đến kiểm tra xem có tuân thủ quy trình này hay không. Bác sĩ Renner, người được giao nhiệm vụ này, từ chối trả lời câu hỏi của tờ báo Pháp Le Monde về việc có thực sự được vào nơi cần kiểm tra hay không. Một đoàn các nhà ngoại giao Pháp có đến thăm Viện Virus Học Vũ Hán vào tháng 3 năm 2019. Ảnh được đăng trên trang web của Viện, nhưng đây chỉ là một hoạt động mang tính chất xã giao thuần túy phục vụ nhu cầu truyền thống của Trung Quốc mà thôi. Mạng xã hội Trung Quốc từ lâu đã sôi sục với rất nhiều giả thiết về việc này. Đây là hình ảnh chụp từ video Điền Tấn Hoa, một kỹ thuật viên của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm ở Vũ Hán. Ngoài phòng thí nghiệm P4 và Batwoman, cư dân mạng còn quan tâm đến một phòng thí nghiệm khác trực thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm nằm cách chợ hải sản Hoa Nam có 280m, ngôi chợ ở trung tâm Vũ Hán, ổ dịch SARS-CoV-2 đầu tiên. Cũng có thể dễ dàng tìm lại trên YouTube phóng sự của kênh truyền hình Thượng Hải vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 về Điền Tuấn Hoa, một kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm này đang leo vào những hang động tối tăm khủng khiếp của Hồ Bắc trong bộ đồ bảo hộ trắng với lưới bắt rơi. Phóng sự ca ngợi như sau: gần 2.000 loại virus đã được các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát hiện trong 12 năm qua, trong khi thế giới chỉ tìm thấy có 284 loại trong 200 năm. Trung Quốc giờ đây dẫn đầu thế giới về nghiên cứu virus. Vài tuần sau, trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng ở Vũ Hán, đoạn phim ngắn này lại mang một âm hưởng khác trên mạng xã hội Hoa Lục. Bỗng dưng, người ta nhận ra bộ đồ bảo hộ và đôi găng tay cao su của nhà nghiên cứu khá mong manh. Bản thân Điền Tấn Hoa cũng nhìn nhận như sau: chỉ cần da trần chạm phải phân rơi là bị nhiễm virus. Ông cũng đã từng tự nguyện cách ly sau khi bị vài giọt nước tiểu của rơi bắn trúng. Người ta đặt giả thiết rằng liệu có một sự cố tương tự đã xảy ra như vậy ở phòng thí nghiệm hay không? Bản thân chính quyền Trung Quốc cũng đã có động thái, mặc dù đã được che chắn kỹ lưỡng, nhưng dư luận vẫn phát hiện ra sự nghi ngờ đối với chính quyền hướng về P4 Vũ Hán. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Trần Vi, người được cử đến Vũ Hán nghiên cứu vào hồi cuối tháng 1 năm 2020. Vào ngày 31 tháng 1, ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố phong tỏa Vũ Hán, Thiếu tướng Trần Vi thuộc đơn vị chuyên về nguy cơ chiến tranh vi trùng quân đội đã được cử đến P4 với lý do chính thức là tìm cách chế vaccine chống COVID-19. Theo nhật báo của quân đội Trung Quốc, tướng Trần Vi chuyên nghiên cứu về các loại virus corona kể từ dịch SARS. Đây là một chỉ dấu cho thấy các nhà lãnh đạo của Bắc Kinh cũng tin rằng virus đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Đó là vì những sự cố này đã từng xảy ra và không phải chỉ ở Trung Quuốc. Vào năm 2014, Viện Pasteur ở Pháp đã làm lạc mất 2.349 mẫu SARS
được trữ trong các phòng thí nghiệm P3. Tuy nhiên, các mẫu này chỉ là một phần không hoàn chỉnh của virus nên không gây hại. Vào năm 2015, 3 mẫu virus MERS được đưa đến Viện Pasteur ở Pháp trên một chuyến bay Seoul-Paris đã bị để quên trên bàn của một nhà nghiên cứu suốt một tuần. Cũng tại Hoa Kỳ, một cuộc điều tra vào năm 2014 cho thấy có những mẫu virus bệnh than chưa kích hoạt bị gửi nhầm đến nhiều nơi. Tờ báo dân tộc chủ nghĩa nhất của Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc trong bài điều tra dài vào ngày 18 tháng 2 cũng cho biết rằng việc chất vấn khả năng viện virus học Vũ Hán chế ra virus là chính đáng và tự hỏi liệu thí nghiệm này có diễn ra với loài linh trưởng hay không. 10 ngày sau khi nhà bình luận nổi tiếng Thôi Vĩnh Nguyên đưa ra thăm dò về xuất xứ của virus, 51% trong số 10.000 người trả lời tin rằng đó là một con virus nhân tạo thoát ra từ do sai sót. 24% cho rằng virus bị gieo rắc với dụng ý xấu, chỉ có 12% nghĩ là có nguồn gốc tự nhiên mà thôi. Nhà nhân chủng học Moser đặc biệt chú ý đến quyết định mà Chủ tịch Trung Quốc đưa ra vào hồi giữa tháng 2 năm 2020, coi việc kiểm soát các nguy cơ về an toàn sinh học là vấn đề an ninh quốc gia. Ông Tập Cận Bình không nói gì về việc virus corona. Nhưng ngay hôm sau, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đưa ra một thông tư quy định cụ thể về việc quản lý an toàn sinh học tại các phòng thí nghiệm liên quan đến virus, chẳng hạn như virus corona chủng mới. Phải chăng quy định tăng cường an toàn sinh học ở các phòng thí nghiệm mà chính quyền Trung Quốc mới đưa ra chứng tỏ sự cố đã được phát hiện tại Vũ Hán? Giả thiết virus sổng chuồng tại phòng thí nghiệm Vũ Hán ngày càng có thêm sức nặng. Nếu đúng là virus bị rò rỉ ra bên ngoài do sự cố kỹ thuật thì đấy là một tai nạn nghề nghiệp, một sự cố ngoài ý muốn cần phải rút kinh nghiệm. Nhưng việc Trung Quốc nếu cố tình che giấu thông tin cũng như quy mô dịch bệnh, cung cấp số liệu giả đã khiến bệnh dịch lan ra toàn cầu thì đó lại là một tội ác. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 5 năm 2020 với bản tin tình tiết mới về nguồn gốc virus lại dẫn về Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de